Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay tại một câu quế hoa, chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật và phương pháp nuôi chim non sau khi tách mẹ. Kỹ thuật bơm thì rất đơn giản, chỉ cần một chai Coca Cola, 1,5 lít và một nắp chai và một cái ống, đục lỗ và đút cái ống ra ngoài dài khoảng 5 phân. Tỷ lệ cám bơm như sau: nửa chai cám gà con, một tuần tuổi và một muỗng cà phê men tiêu hóa, một muỗng cà phê các chất dinh dưỡng như B-complex, ADA, và chúng ta ngâm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Chim này thì khi tách mẹ 15 ngày, chúng tôi đã tiếp các loại vaccine phòng ngừa đường hô hấp và một số bệnh khác. Kỹ thuật bơm như sau: ban đầu chúng ta cầm mỏ chim và bóp ra để có độ hở, sau đó đút ống vào bơm tránh nhiều chim quá đầy hoặc quấy. Số chim này chúng tôi sẽ giữ lại làm giống, và khi biết mổ chúng tôi sẽ đưa ra làm giống. Và đây là một cặp chim 2 tháng chúng tôi đã chích vaccine lần 2 và đưa được vào làm giống. Nếu các bạn có nhu cầu đặt chim giống, chúng tôi sẽ giữ lại.